Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Cây chó đẻ chữa bệnh gì? Quý vị và các bạn thân mến, cây chó đẻ có nhiều tên gọi khác nhau như diệp hạ châu, diệp hòe thái, vân vân. Cây mọc hoang ven đường hoặc các cánh đồng khô, đặc biệt phổ biến ở những vùng nhiệt đới như Việt Nam. Cây chó đẻ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, phải kể tới như chữa bệnh gan, eczema, mụn nhọt, sỏi thận, vân vân. Cây mọc hoang ở nhiều vùng quê nước ta có thể dễ dàng bắt gặp ở ven bờ ruộng, nương rẫy, vân vân. Cây có thể mọc thẳng hoặc bò dưới mặt đất, có chiều cao từ 30 đến 80 cm. Thân cây tạo thành nhiều nhánh ở phần gốc, lá mọc so le, lá nhỏ từ 5 đến 15 mm, rộng từ 2 đến 5 mm, hạt tròn và xếp thành hàng ở dưới lá. Cây chó đẻ mọc hoang ở các cánh đồng khô, ven đường, vùng đất bỏ hoang hoặc bìa rừng. Cây phân bố nhiều ở các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Mỹ, vân vân. Cây chó đẻ có mấy loại? Dựa vào đặc tính cây chó đẻ để chia ra làm 3 loại, mỗi loại có dược tính khác nhau. Cây chó đẻ thân xanh, cành ngắn, phân nhánh ít, mặt lá màu xanh nhạt, ngắn và mỏng hơn so với cây chó đẻ thân nhỏ. Cây còn có tên gọi là diệp hạ châu đắng. Khi nhai có vị đắng, loại này có dược tính mạnh nhất nên thường dùng để làm thuốc điều trị bệnh. Cây chó đẻ thân đỏ, khi nhai có vị ngọt nên được gọi là diệp hạ châu ngọt. Thân màu đỏ, đỏ đậm nhất ở thân, lá dày và dài hơn so với cây chó đẻ thân xanh. Loại này dược tính không mạnh nên thường không được trồng đại trà. Cây chó đẻ xanh đậm, cây có đặc tính có màu xanh đậm, lá thưa, to, rời rạc, chóp nhọn hơn so với hai loại trên. Loại này có dược tính thấp nên không dùng để làm thuốc. Cây chó đẻ có vị đắng, hơi ngọt, tính mát, có tác dụng thanh can, lương huyết, lợi tiểu, sát trùng, giải độc nên được sử dụng làm thuốc, có tác dụng rất tốt trong chữa bệnh. Theo tài liệu nghiên cứu khoa học chứng minh, cây chó đẻ có chứa nhiều chất có tác dụng trong chữa bệnh viêm gan B, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, trong thành phần của cây chó đẻ còn có tác dụng kích thích dịch mật, điều trị bệnh lý về sỏi thận, sỏi mật, phù nề, đau bụng kinh, viêm bàng quang, vân vân. Tác dụng của cây chó đẻ. Theo đông y, cây chó đẻ có vị ngọt, tính mát, hơi đắng, có tác dụng tiêu độc, lợi tiểu, sát trùng, thông huyết, thanh can, hạ nhiệt, được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian để điều trị bệnh về gan, thận, đường tiết niệu, đường ruột, bệnh ngoài da. Cây chó đẻ chữa bệnh gan. Một trong những cây thuốc có tác dụng tốt đối với bệnh gan như viêm gan B, xơ gan cổ trướng hay viêm gan virus là cây chó đẻ. Bài thuốc sử dụng cây chó đẻ chữa bệnh viêm gan do CVB. Cây chó đẻ 30g, xài hồ 12g, nhân trần 12g, hạ khô tảo 12g, chi tử 8g. Sau khô tất cả vị thuốc trên, sau đó sắc lấy nước uống ngày một lần, điều trị trong vòng 1 tháng. Bài thuốc chữa viêm gan do virus. Diệp hạ châu đắng, sao khô, sau đó sắc nước 3 lần. Lấy 50g đường, đun tan, trộn lẫn và sử dụng 4 lần trong ngày. Bài thuốc chữa xơ gan cổ trướng nặng từ cây chó đẻ. Diệp hạ châu đắng 100g, sao khô và sắc nước 3 lần. Sau đó trộn với 150g đường đun sôi và uống nhiều lần trong ngày. Trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh cần hạn chế sử dụng muối và tăng chất đạm. Chữa suy gan do nhiễm sáng lá, lì amip, ứ mật, nhiễm độc. Diệp hạ châu ngọt 200g, sao khô. Cam thảo đất, sao khô 20g. Sau đó sắc nước uống,
sử dụng hàng ngày. Dùng cây chó đẻ chữa mụn nhọt. Thời tiết mùa hè nắng nóng, trẻ em thường bị mụn nhọt, có nhiều trường hợp mưng mủ và dễ nhiễm trùng, thậm chí phát sốt. Dùng cây chó đẻ để chữa mụn nhọt như sau. Cây chó đẻ rửa sạch, giã nát với muối, sau đó chế nước sôi để nguội, có thể pha thêm đường để uống. Dùng bã đắp vào vùng da bị mụn nhọt. Cây chó đẻ chữa sốt rét. Để chữa sốt rét dùng bài thuốc sau. Cây chó đẻ 8g, dây hà thủ ô 10g, thường sơn 10g, lá mãng cầu tươi 10g, dây gấm 10g, thảo quả 10g, dây cốc 4g, hạt cau 4g, ô mai 4g. Tất cả các vị trang sắc với 600ml nước cho tới khi còn 1/3, sau đó uống làm 2 lần trước khi lên cơn sốt rét 2 giờ. Cây chó đẻ điều trị eczema. Bệnh eczema hay còn gọi là chàm mãn tính, dùng cây chó đẻ trị bệnh như sau. Vò nát cây chó đẻ sáp vào vùng bị chàm hay eczema, làm liên tục nhiều ngày sẽ khỏi. Chữa ăn không ngon, nước tiểu màu sẫm hay đau bụng. Dùng bài thuốc sau. Cây chó đẻ 1g, nhọ nồi 2g, xuyên tam liên 1g, các vị trên phơi khô trong bóng râm, tán bột, xác bò thuốc này ngày uống 3 lần. Chữa bệnh sỏi thận từ cây chó đẻ. Kết quả thực nghiệm được thực hiện tại trường Đại học Y Paulit ở São Paulo, Brazil vào năm 1990. Thí nghiệm chữa bệnh sỏi thận thành công trên người và chuột sau 1 tháng đến 3 tháng cho uống trà chó đẻ. Lưu ý khi sử dụng cây chó đẻ. Sử dụng cây chó đẻ không đúng cách, đặc biệt là lạm dụng cây này, gây mất cân bằng chức năng gan, mật, v.v. Từ đó có thể gây ra xơ gan, chai gan. Tuy có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, nhưng cây chó đẻ vẫn có tác dụng phụ. Vì vậy, khi sử dụng, nhất định phải đọc kỹ, tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng. Dưới đây là một số lưu ý khi dùng cây thuốc này. Không lạm dụng cây thuốc để giải nhiệt. Nhiều người biết đến cây chó đẻ với tính giải nhiệt, nhưng khác với các cây thuốc nam khác có tác dụng chữa bệnh và thanh nhiệt. Khi cơ thể hàn, việc sử dụng cây chó đẻ càng khiến cơ thể hàn nặng hơn, từ đó khiến nhiệt bị ức chế trong ngày, cơ thể ở trạng thái mất cân bằng, dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh lý khác rất cao. Không sử dụng nếu không mắc bệnh lý. Với những người mắc bệnh lý về gan, mật, sử dụng cây chó đẻ có hiệu quả tốt. Cần lưu ý khi sử dụng cây chó đẻ. Đây là cây chữa bệnh chứ không phải để phòng bệnh, nên không nên uống hàng ngày để phòng bệnh. Người bình thường uống hàng ngày dễ gây mất cân bằng chức năng gan, mật, từ đó có thể dẫn tới xơ gan, chai gan. Cần lựa chọn cây chó đẻ để chữa bệnh. Hiện tại, sử dụng cây chó đẻ ngày càng tăng. Cây chó đẻ được dùng để đáp ứng nhu cầu làm thuốc. Loại cây này được trồng để lấy nguyên liệu làm thuốc. Cần lưu ý, nguồn nguyên liệu được thu hái ở những nơi khác nhau có ảnh hưởng tới dược tính của cây, ảnh hưởng tới tạp chất của cây. Để đảm bảo tác dụng trị bệnh của cây thuốc, cần lựa chọn mua dược liệu ở cơ sở có uy tín, nguồn gốc sản phẩm rõ ràng. Tác hại khi sử dụng cây chó đẻ không đúng cách. Tăng nguy cơ gây vô sinh. Đặc tính của cây chó đẻ có vị đắng, tính hàn, giải nhiệt cơ thể nên thường dùng trị bệnh về gan. Nhưng với tính hàn trong cây, nếu sử dụng quá nhiều gây ảnh hưởng xấu tới quá trình thụ thai và gây vô sinh. Tuy chưa có công bố nào về tác dụng phụ này, nhưng chị em đang ở độ tuổi sinh nở nên đề phòng vấn đề này. Người bị huyết áp thấp cẩn trọng. Đặc trưng của cây chó đẻ có tính hàn nên đối với người huyết áp thấp khá nguy hiểm. Chúng gây giảm hồng cầu cũng như huyết áp, thậm chí nếu dùng quá liều có thể gây mất nước, nôn ói và giảm huyết áp nhanh. Gây xơ gan, teo gan. Cây chó đẻ được biết đến với công dụng tốt trong chữa bệnh gan, nhưng nếu sử dụng không đúng liều lượng, lạm dụng cây thuốc này có thể gây xơ gan, teo gan. Vì vậy, người bệnh cần sử dụng đúng liệu trình và liều lượng, không nên tự ý dùng cây thuốc điều trị cũng như sử dụng uống thường xuyên.
phá hồng cầu, suy giảm miễn dịch. Người khỏe mạnh, không có tiền sử về bệnh gan, nhưng uống nước cho đẻ đậm đặc có thể khiến hồng cầu bị phá vỡ. Nhiều trường hợp bị băng huyết, hệ miễn dịch suy giảm, gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm cho sức khỏe. Nhiều người cho rằng đây là cây thảo dược có tác dụng chữa bệnh, nên hoàn toàn vô hại và không có tác dụng phụ. Vì thế sử dụng lâu dài, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm, có thể dẫn tới các tác hại khôn lường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.